nãy giờ là mình nói tới hai phần: nhận thức rồi ứng xử, rồi bây giờ đó là kiểm soát để ứng xử, rồi bây giờ ba phần còn lại là những điều gì? Dạ, để chúng ta đi chọn cái con đường ngày hôm nay 5 bước. Và cái phần thứ ba là motivation, có nghĩa là động lực. Dạ. Vì cái người mà có cái chỉ số EI cao đó, vì họ làm chủ được cái cảm xúc của họ, họ điều chế được cái cảm xúc của họ, và quan trọng nhất đó, là họ chịu trách nhiệm về cái cảm xúc của họ chứ không có đổ lỗi cho người khác. Họ nghĩ là cảm xúc của mình đó, là do mình có quyền chọn là mình vui hay buồn như thế nào đó, thì tự trong người của họ có một cái nội lực rất là lớn. Một con người có một cái câu là một cái người mà nguy hiểm nhất là một cái người có thể làm chủ được cảm xúc của mình. Đúng, tại vì đôi khi đó là cái bản ngã và cái tôi của họ nó lại dính với nhau. Dạ. Mà họ dễ trở thành nhà độc tài lắm, họ không cần cảm xúc của ai hết. Dạ, vì nếu mà mình để ý là khi một cái chuyện xảy ra hoặc là một cái người đó nói một cái câu gì đó mà có tác động tới mình, làm cho cảm xúc của mình thay đổi lên xuống, là cái người đó là có một cái lực, cái quyền đối với mình, là cái người đó có thể điều khiển mình, là có thể làm cho mình vui hoặc mình buồn, là mình không có nội lực, là vì mình trao cái quyền đó cho cái người đó. Nhưng cái người mà có EI cao đó, họ không có trao cái quyền đó cho ai hết đó. Họ làm chủ được cái cảm xúc của họ, và vì như vậy đó, cái nội lực trong người của họ lớn lắm, và họ biết được là họ dùng cái nội lực này nó trở thành một cái động lực. Trong cái động lực này á, là họ biết là họ phải hoàn tất cái trách nhiệm này, họ phải làm xong cái công việc này, họ sẽ thành công về cái vấn đề này. Thì vì cái nội lực nó đưa ra một cái động lực để cho họ thành công. Và họ có một cái vì cái chỉ số mà EI nó cao thì họ hiểu được cái cảm xúc của họ, và họ liên kết được cái cảm xúc của mình với người khác, cho nên họ có một cái yếu tố thứ tư, đó gọi là empathy, là cái sự đồng cảm, thông cảm. Họ có cái sự đồng cảm rất là nhạy bén, là ví dụ như là có một cái người homeless, mình gặp một cái người homeless ở ngoài đường đi, thì có thể là đa phần mình sẽ nghĩ là mình sẽ đi phớt qua, hoặc là mình cho họ một vài đồng, nhưng mà mình quên đi. Nhưng cái người mà họ có cái cảm xúc mạnh đó, và họ đồng cảm được đó, thì nó lưu lại, và họ bắt đầu đặt mình vào cái vị trí của cái người đó, và họ nói là không hiểu là vì sao cái hoàn cảnh như thế nào mà lại đưa ra như vậy. Và có nhiều người có thể chỉ trích là tại sao là mình là thanh niên trai tráng mà mình lại đứng xin tiền như vậy. Nhưng cái người có cái cảm xúc, sự đồng cảm cao đó, thì họ lại nghĩ là thực ra là đâu có ai muốn đứng để mà xin tiền đâu. Nhưng vì cái hoàn cảnh như vậy, nếu mà mình ở trong cái trường hợp của họ, mình không có tiền để mà mình nuôi con, hoặc là mình trong cái hoàn cảnh bất đắc dĩ lắm, thì mình phải hạ cái bản ngã của mình để mà mình đứng ra như vậy. Nó đâu có phải là một cái chuyện dễ dàng, nó không phải là điều ai cũng muốn. Thì họ đồng cảm được với cái việc đó. Và nói tới những cái người lãnh đạo đó, thì vì sao họ lại trở thành những cái nhà lãnh đạo rất là tài ba và được tất cả các nhân viên yêu quý, là vì họ đồng cảm được cái sự khó khăn của nhân viên của họ. Khi mà một cái dự án được đưa ra, thì những nhân viên có thể là làm rất là khuya, hoặc là thí dụ như một cái người nhân viên ở trong xưởng phải làm xong cái chuyện này, một cái người chủ mà vô cảm thì chỉ biết là anh phải làm xong và tôi trả lương cho anh rồi thôi. Nhưng một cái người mà có cái chỉ số EI cao đó, một cái người lãnh đạo này thì sẽ nhìn cái sự việc đó và thấy oh no, cái người này ở đây rất là nhiều giờ như vậy, thì có thể là anh ta sẽ mất đi cái khoảng thời gian của gia đình của anh ta, và hôm nay cái sắc mặt anh ta rất là buồn, thì sẽ tới để mà thăm hỏi là anh sao vậy, có phải là làm việc nhiều quá rồi vợ không có vui hay không. Thì họ có cái sự đồng cảm đó, và cái sự quan tâm về cái cảm xúc, cho dù cái cảm xúc đó nó rất là nhỏ, hoặc là cái sự thay đổi đó, nếu mình không có sự quan tâm thì mình không có thấy được cái chuyện đó. Nhưng cái người mà có chỉ số EI cao, cho dù là một nét mặt của mình thay đổi, họ cũng nhận ra được, và họ sẽ tìm ra cái nguyên nhân vì sao mình buồn như vậy, vì sao mình có những cái khó khăn gì, tôi có thể giúp đỡ được gì hay không. Cho nên những cái nhân viên đó họ sẽ cảm thấy có một cái sự đồng cảm, và cái sự đồng cảm đó tạo cho họ một cái năng lực làm việc tốt hơn, là vì họ làm việc vì họ cảm thấy là họ có người hiểu họ và họ làm việc không phải là vì tiền mà là vì họ quý cái người chủ này, họ tạo ra một cái tình cảm giữa người với người. Dạ đúng rồi. Và như nãy Cindy có nói tới cái vấn đề nội lực cho những cái người mà họ có cái gọi là trí tuệ cảm xúc cao, đó là tự vì ấy, trong cái chương trình này là Cindy và An Min đang bàn tới cái trí tuệ của cảm xúc, tức là mình đang nói những cái phần gọi là thăng hoa, chứ không có phải là nói tới cái vấn đề ngược lại là tiêu cực. Bởi vì đó, khi mà một người, bởi vì cái chữ nội lực nó cũng hai nghĩa lắm, và khi mà cái người nó mạnh quá đó, nội lực mạnh mà strong á, nếu hướng về thăng hoa đó thì trở thành những người lãnh đạo, những người gọi là sếp của mình, ông chủ của mình rất là tốt, rất là ân cần và thông cảm. Nhưng nếu mà đi xuống cái mức đỏ ở lam báo động á, là trở nên những cái người rất là độc tài, độc đoán, cực đoan. Thì nhưng mà cái phần này là đang nói đến cái trí tuệ, mà khi có trí tuệ thì chắc chắn là sẽ không có đi chặt đường. Và khi mà họ có trí tuệ thì họ không cực đoan, là biết là họ biết phân định được là cái gì là tiêu cực, cái gì là tích cực. Cho nên khi họ độc tài là họ không có cái EI cao. Rồi bây giờ có một câu hỏi về cái vấn đề đồng cảm và thông cảm rồi thương cảm thì như thế này. Đôi khi đó, cái sự đồng cảm đó nó phải rất là tinh tế, là bởi vì á, chẳng hạn như có một cái thí dụ mà nãy Cindy nói đó, thấy những người homeless ha, rồi không làm việc, nhất là thanh niên trai tráng. Rồi có nhiều người thì họ cũng nói đó, họ nói là thân trai sức dài vai rộng tuổi trẻ mà tại sao cứ xin hoài, rồi xin một ngày hai ngày chứ làm sao cả cuộc đời, rồi về già ai lo. Thì nhưng mà có những người giống như là nãy Cindy nói đồng cảm, thì họ mới nói là thấy rất là thương và không hiểu tại sao mà dẫn tới cái kết quả này. Nhưng mà có bao giờ khi mà mình đặt cái sự đồng cảm đó mà mình phải có một sự hiểu biết là có những trường hợp mình nên đồng cảm, mà có những trường hợp mình phải hiểu rằng những người mà đứng ở đó đó là họ không có trách nhiệm với bản thân họ. Mà ngay cả xã hội, nhất là xã hội nó khác thì không biết, nhưng xã hội Mỹ này á, Amin nghĩ là rất có nhiều trung tâm, họ luôn luôn gọi là giúp đỡ những người như vậy. Nhưng mà tự vì những người mà họ homeless á, hoặc là những người mà thần kinh không có được tốt á, họ không còn nhận thức được họ đang làm cái gì, họ trở thành một cái thói quen. Thì bây giờ đó, nếu cái đồng cảm của chúng ta đó có thể nào cưu mang được họ hay không, hay giúp được họ hay không? Cái đó là một cái vấn đề trong xã hội, nó hơi đi xa một chút. Nhưng mà ý của Amin muốn nói là đôi khi cái sự đồng cảm của mình á, nó cũng phải dừng ở một điểm, là mình không thể nào giúp họ tận suất. Mình thương họ đó, nhưng mà không thể nào mà mình biến đổi một người thanh niên homeless mà trở thành là công ăn việc làm, cái đó rất là khó phải. Dạ, cái sự đồng cảm á, là một cái sự mình gọi là tâm từ đó, nó không có nhất thiết là phải đưa tới một cái hành động. Không cần hành động. Nó không có phải là mình phải đưa họ về, mình làm cái này giúp họ. Nhưng mình cho họ một cái năng lượng của tâm từ á, là ít ra mình cũng gửi được tới họ một cái sự đồng cảm và cái sự yêu thương. Và cái việc mà mình tức là chọn cảm xúc. Còn cái việc mà mình chọn để mà mình giúp họ đó, thì nó phải có cái trí tuệ ở trong đó, chứ không phải mình gọi là sống nghiêng về cái cảm xúc, là khi mình thấy tội. Mà ví dụ như mình thấy một cái đứa bé mà nó ở trong bệnh viện đi, bác sĩ cấm không có cho ăn vì phải làm những cái xét nghiệm khác, hoặc là phải mổ, nhưng mà vì có cái sự đồng cảm mà mình thấy tội quá, mình thấy nó đói quá, cái mình cho nó ăn thì đâu có được. Đúng rồi. Thì nó cũng như vậy thôi, là mình đồng cảm là mình feel được là cái người đó đang suffer, họ đang đau khổ, nhưng không nghĩa là mình cho cái đứa bé đó ăn để cho nó hại cho nó, để nó không có làm được những cái xét nghiệm. Cho nên mới gọi là trí tuệ cảm xúc, là cảm xúc có trí tuệ. Mà để mà mình muốn có được cái sự đồng cảm hoặc là empathy này á, thì một cái cách mà rất là hữu hiệu á, là mình phải học cái kỹ năng lắng nghe. Nếu mà mình có thể nghe được cái người đó, chỉ cho họ cái thời gian và sự có mặt của mình thôi, để mình lắng nghe mà không có phán xét nha. Lắng nghe với một cái trung lập, gọi là để cho họ giải tỏa được những cái khổ đau của họ. Tức là lắng nghe với sự đồng cảm. Là phải lắng xuống và nghe. chỉ là nghe với một cái sự đồng cảm, chứ không hề phán xét là cái việc đó là đúng hoặc là cái việc đó là sai, bạn suy nghĩ như vậy là bạn là một cái người như ABC như vậy. Là cái sự phán xét đó không phải là một nghệ thuật của lắng nghe. Lắng nghe là mình lắng nghe với chỉ để cho cái người đó nói thôi. Lắng nghe là một kỹ năng và một nghệ thuật rất là cao, nghệ thuật hỏi. Mình phải học và không phải mình nghe để mà mình tìm cái câu để mình đáp lại. Đa phần chúng ta nghe đó là khi chúng ta nghe chúng ta thật sự không nghe. Chúng ta nghe để mà trong đầu của chúng ta có những cái suy nghĩ là ok, bây giờ mình phải trả lời sao đây, mình sẽ đối lại những cái câu đó, là mình nghe để mình trả lời, chứ không phải là mình nghe để mà chỉ là nghe thôi. Thì cái cách mà mình nghe đó, thứ nhất là mình để cho họ nói, và thứ nhì đó là mình lặp lại, giống như là mình summarize lại, mình tóm lược lại cái nội dung mà họ nói. Ồ, như vậy là anh đang bị khó khăn về công việc của anh hả? Thì mình validate, có nghĩa là mình lặp lại cái chuyện mà người ta đã nói với mình để cho người ta biết là mình đang lắng nghe. Và cái thứ ba đó là mình đặt ra những cái câu hỏi để cho người ta có thể tiếp tục là dẫn chứng, tiếp tục cái câu chuyện của người ta, chứ không hề có một cái ý định, cái ý nghĩ, suy nghĩ gì của mình ở trong đó hết. Thì khi mà mình làm được những cái việc đó, nếu quý vị nào mà để ý trong cái lúc mà mình lắng nghe, giống như những cái phương cách mà Cindy nói đó, thì bản ngã của mình không có trong đó. Là mình đặt cái ưu tiên của cái lợi ích của cái người kia đó trên cả mình nữa. Là lúc đó mình không nhớ gì tới mình hết, mình không có cần biết là mình lợi ích gì cho mình, chỉ có mong cái lợi ích cho cái người kia thôi. Thì đây thật sự đó là nó rất là hữu ích cho cái người lắng nghe luôn. Là lắng nghe tập cho mình bớt đi cái bản ngã của mình, phát triển tâm từ của mình, và cho mình có một cái gọi là một cái sự đồng cảm với người khác nữa. Thì đó lý do tại sao đó là lại là một nghệ thuật, vì mình phải học nó, chứ không phải là mình, tại vì cái bản năng của mình đó là mình chỉ có muốn đối đáp. Thật ra lắng nghe đó, trong khi lắng nghe đối với An Miên thì cũng hay lắng nghe lắm, tại vì lắng nghe như vậy là mình học hỏi. Tại vì mỗi một người kể một câu chuyện của họ, hay là một cái nỗi vui, hoặc là nỗi buồn, hoặc là niềm vui, thì qua cái đó mình mới hiểu, chuyện này khiến cho người ta buồn, điều này khiến cho người ta vui. Cái sự đồng cảm đó. Nhưng mà đối với An Miên lại cho là An Miên đang học của cái người đó đó. Người đó đang dạy mình những bài học gọi là không phải trả tiền, free lesson. Dạ đúng rồi. Mà bài học đó không phải dễ gì mà mình có được ở trong bài vở học đường đâu. Cindy hay nói vui á, là người cho và người nhận không biết ai lời hơn ai. Thực sự là cả hai cùng có lợi. Và khi mà mình có cái sự đồng cảm á, thì mình sẽ phát triển luôn những cái lĩnh vực gọi là social skills, là giao tế trong xã hội, giao tiếp trong xã hội đó. Là vì mình hiểu được người khác, mình biết được cái cảm xúc của người khác, thì tự nhiên những cái mối quan hệ, những cái giao tiếp của mình nó sẽ tốt hơn thôi. Mình có cái khả năng nói vừa đủ, lắng nghe đúng lúc, ứng phó đúng chuyện, thì tự nhiên mình sẽ trở thành một người tinh tế, một người hiểu biết, có những cái mối quan hệ rộng. Cho nên những cái yếu tố này mới dẫn tới những cái sự thành công. Cái sự thành công không phải là mình chỉ một mình đâu có sinh hoạt một mình được, hoặc là mình áp đặt người khác phải làm cái việc đó cho mình, mà là mình phải có một cái mối quan hệ rộng rãi. Nhất là những cái vị mà làm trong những cái ngành mà mình là một cái người lãnh đạo á, thì mình muốn phục chúng, hoặc là mình muốn nhân viên của mình phục mình á, để làm việc với cái năng suất tốt nhất, thì mình phải có một cái mối quan hệ tốt với họ chứ. Người ta có thể đi làm với một cái thái độ đi làm để không thích ông boss để nhận lương, hoặc người ta có thể đi làm với một cái thái độ tinh thần vui vẻ, thì cái năng suất làm việc nó khác nhau lắm. Cho nên và những cái mối quan hệ đi, thì không những là những cái mối quan hệ với nhân viên, với người chủ không, mà tới mối quan hệ của gia đình nữa. Hôm nay mình về mẹ mình sau cáu gắt với mình quá vậy xong, nhưng mà mình thấy được là thì ra bà đang bị đau lưng, hoặc là như thế nào đó, và mình đồng cảm được. Nếu mà mình bị đau lưng á, chắc là mình cũng sẽ cau có thôi. Và những cái mối quan hệ giống như là vợ chồng, hôm nay anh không có được vui là vì như vậy. Và mình lắng nghe thì nó đưa ra những cái ứng xử nó hợp lý và nó hài hòa hơn. Thì có phải là những cái yếu tố này á, nói mình dùng những cái chữ mình muốn gọi nó là cái chữ gì đó, nhưng mà tóm tắt lại á, thì đây cũng là những cái kỹ năng để cho mình sống hòa hợp với chính bản thân mình trước, và mình sống hòa hợp với lại những người chung quanh của mình. Đúng rồi, như nãy Cindy nhắc tới cái vấn đề mà cái ích lợi nhiều nhất lắng nghe trong gia đình, thì cái này vui thôi, là nhiều ông chồng đó cứ càm ràm là bà vợ nói nhiều quá, làm sao mà ông lắng nghe được. Dạ, chị Amin biết là tại sao họ nói nhiều không? Là vì giống như là mình kêu một tiếng mà họ không nghe đó, thì phải cứ đánh cái chuông hoài là vì tại vì nói không nghe, cho nên tại vì mình giống như một cái đứa trẻ đó, muốn attention, mình muốn có cái sự chú ý, mà không chú ý thì mình cứ phải make noise hoài như vậy. Vâng, cảm ơn Cindy rất là nhiều, và đặc biệt cảm ơn quý vị đã lắng nghe buổi nói chuyện hôm nay. Chương trình Một Tách Trà xin hẹn gặp lại quý vị trong một chương trình khác. Chúc quý vị một ngày thật an bình.